Sáng ngày 8 tháng 12, các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh gồm Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khinh khí cầu thành phố Hồ Chí Minh lần 2 tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Thủ Đức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề Bừng sắc lễ hội thỏa sức khám phá, cùng lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Vô 2022. Kết hợp lễ hội trong lễ hội, Ngày hội khinh khí cầu thành phố Hồ Chí Minh lần 2 và lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Vô lần 2 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12. Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra từ 6 giờ đến 9 giờ với khoảng 20 khinh khí cầu lớn nhỏ. Bên cạnh việc ngắm nhìn những quả khinh khí cầu đầy sắc màu tại khu vực ngày hội, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động khác như tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, ban tổ chức sắp xếp khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi. Trong năm 2022, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực để tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ và hấp dẫn để trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong lòng du khách trong nước và quốc tế.